Siêu hot anh em ơi, shop Liên Minh Confession.com đã có rất nhiều sự kiện đang diễn ra trên shop. Đầu tiên là bán nick Liên Minh Trắng, thông tin rẻ nhất thị trường. Không chỉ bán nick giá siêu rẻ, shop còn đang có ưu đãi mua nick tặng ngay RP. Trên shop còn có rất nhiều vòng quay, dịch vụ siêu hấp dẫn như vòng quay siêu phẩm, mở dương RP, khuyến mại nạp thẻ lên tới 50%. Anh em còn ngại gì mà không truy cập ngay shop Liên Minh Confession.com để trải nghiệm ngay nào. Thông tin về đội tuyển quốc gia Liên minh huyền thoại Hàn Quốc tham dự ASEAN vẫn luôn là chủ đề nóng hổi trong những ngày gần đây. Trong diễn biến mới nhất, LCK đã công bố về hai đối thủ đầu tiên nhằm khởi động cho vòng tuyển chọn. Thế nhưng khán giả cho rằng đây là hai cái tên hoàn toàn không xứng tầm. Chi tiết ra sao, hãy cùng Liên minh Confession tìm hiểu nha. Ngoài ra bản tin ngày hôm nay còn có Taylor One quyết try hard server Hàn sau khi phá đảo máy chủ Bắc Mỹ. Jackie Love bị chỉ trích sau trận thua RNG. Cách chơi Jihin Dimit chạy nhanh như hack. Đội Bi tiết lộ nhóm trang phục chung kết thế giới bán chạy nhất. À mà đừng quên, các bạn hãy để lại cho mình một like và một subscribe để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi về Liên minh huyền thoại nha. Còn bây giờ thì let's go. Đội Bi cho rằng bây giờ mới mua các skin chung kết thế giới là vô nghĩa. Tiết lộ nhóm trang phục chung kết thế giới bán chạy bậc nhất Liên minh huyền thoại. Trang phục chung kết thế giới luôn là một chủ đề rất được cộng đồng Liên minh huyền thoại quan tâm mỗi khi một mùa chung kết thế giới đến và sau đó là xác định được nhà vô địch. Bởi lẽ đây là những trang phục thiết kế riêng cho các tuyển thủ đã lên ngôi tại giải đấu cấp độ cao nhất làng Liên minh huyền thoại mùa giải năm đó. Những tuyển thủ có quyền tham dự vào việc góp ý, hỗ trợ cho đội ngũ thiết kế tạo ra những bộ trang phục mang đậm dấu ấn cá nhân. Cho đến hiện tại, Faker và SKT T1 là cá nhân và tập thể sở hữu nhiều skin chung kết thế giới nhất với 3 lần lên ngôi tại giải đấu này. Không chỉ là những trang phục mang dấu ấn bản thân cũng như ghi lại thành tích vô địch chung kết thế giới, skin chung kết thế giới còn mang về cho chủ sở hữu của nó 25% lợi nhuận hàng năm từ việc bán skin của Riot. Cụ thể, với mỗi bộ trang phục được bán ra, tuyển thủ sẽ được Riot trích lại 25% lợi nhuận thu được. Và do đó, Faker cùng với Benji là hai cái tên có thể nói là thu được lợi nhiều nhất từ mảng kinh doanh skin chung kết thế giới. Đặc biệt là Faker, khi những vị tướng anh chọn đều vẫn hot cho đến meta hiện tại là Zed, Ryze và Syndra. Nhưng mới đây, theo Doinbi, người cũng sở hữu một skin chung kết thế giới từ chức vô địch năm 2019 đã cho biết: thực tế thì bây giờ đừng nên mua skin chung kết thế giới nữa, không có ý nghĩa gì cả. Khi nào mà các bạn mua ngay lúc nó mới ra mắt đấy thì mới gọi là mang lại lợi nhuận cho tuyển thủ. Còn bây giờ mới mua là vô ích. Không phải năm nào lợi nhuận cũng cao được. Nếu năm nào lợi nhuận từ skin chung kết thế giới cũng trên đỉnh thì Faker đã là đại phú hào rồi. Không phải là anh Lý có rất nhiều skin chung kết thế giới hay sao? Nhưng mà lợi nhuận chỉ cao cho năm đầu tiên nó mới ra mắt thôi. Ngoài ra Doinbi cũng cho biết skin chung kết thế giới của Invictus Gaming, nhà vô địch chung kết thế giới năm 2018 là bán chạy nhất. Bởi lẽ IG là nhà vô địch chung kết thế giới đầu tiên đến từ LPL. Hơn nữa, dòng skin chung kết thế giới của IG cũng được thiết kế vô cùng chỉn chu, thẩm mỹ mà lại mang đậm bản sắc của xứ tỷ dân nên rất được cộng đồng Liên minh huyền thoại nơi đây ưa chuộng. Thậm chí Doinbi còn nhận định rằng rất nhiều người quyết định chơi Liên minh huyền thoại sau khi xuất hiện skin chung kết thế giới của IG. Nhóm trang phục này, theo nhiều người đùa rằng, bán còn chạy hơn số skin từ mùa 2 đến mùa 7. Nhưng dù sao, với mỗi tuyển thủ, được một lần vô địch chung kết thế giới đã gọi là thành công cho sự nghiệp. Và vì vậy, mới thấy được sự vĩ đại của Faker khi anh đã 3 lần lên ngôi tại giải đấu này. Điều mà cho đến tận bây giờ, chỉ có đồng đội cũ Benji là sánh được với quỷ vương bất tử. LCK công bố hai đối thủ khởi động cho đội tuyển ASEAN, tuy nhiên lại bị cộng đồng mỉa mai là không xứng tầm. Những ngày gần đây, thông tin về tuyển chọn đội hình Liên minh huyền thoại tham dự ASEAN 2022 của Hàn Quốc đã vô cùng nóng hổi. Theo những thông tin được công bố, thì ban tổ chức Hàn đã tìm ra được người ứng viên sáng giá nhất để bắt tay vào vòng tập huấn. Thông tin này đã nhanh chóng nổ ra cuộc tranh luận sôi nổi từ cộng đồng. Và mới đây, thêm một tin tức hấp dẫn đã được hé lộ. Cụ thể thì ban tổ chức LCK vừa công bố hai đối thủ nhằm khởi động cho đội tuyển Liên minh huyền thoại ASEAN là PSG Talon và Detonation Focus Me. Các trận đấu sẽ được diễn ra vào ngày 22 đến ngày 23 tháng 4 năm 2022. Như đã biết thì PSG và Detonation Focus Me đều là những đội tuyển top đầu trong khu vực của họ. Trong khi Detonation Focus Me dẫn đầu nền Liên minh huyền thoại Nhật Bản tại giải đấu LGL,
thì PSG Talon lại là cái tên không quá xa lạ với người hâm mộ Liên minh Huyền thoại thế giới. Tại kỳ MSI 2021, PSG đã tạo nên tiếng vang lớn khi họ lọt vào top 3 đội tuyển mạnh nhất giải đấu. Có thể thấy rằng hai đối thủ tốt cho giai đoạn khởi động đội hình Liên minh Huyền thoại ASEAN Hàn Quốc. Tuy nhiên, đối với phần lớn người hâm mộ tại Hàn cho rằng hai đội tuyển trên không thực sự phù hợp. Nhiều ý kiến còn cho rằng ban tổ chức LCK nên chọn những cái tên top đầu LPL thời điểm hiện tại thì sẽ hiệu quả hơn. Nói đúng hơn là phần lớn người hâm mộ Hàn Quốc không đánh giá quá cao sức mạnh của PSG và Detonation Focus Me, đặc biệt là nhà đương kim vô địch LGL. Theo ý kiến từ cộng đồng, để chọn ra 6 cái tên xuất sắc nhất cho đội hình của ASEAN, các trận đấu tập phải thực sự nghiêm túc, không khác gì một trận đấu chuyên nghiệp thực sự. Vì vậy, đối thủ cũng phải là một đội tuyển mạnh, ít nhất là có trình độ gần với đội tuyển top đầu của LPL. Ngoài ra, một số người hâm mộ cũng đưa ra ý kiến để bảo vệ quyết định của ban tổ chức LCK. Đầu tiên, đây là thời điểm LPL diễn ra giai đoạn cuối vòng playoff. Vì vậy, sẽ không có bất kỳ đội tuyển nào top đầu LPL chấp nhận tham gia vào những trận đấu tập với LCK cả. Thứ hai thì Trung Quốc là đối thủ nặng ký nhất với Hàn Quốc tại kỳ ASEAN 2022 sắp tới. Vì vậy, khả năng cao là cả hai sẽ hạn chế những trận đấu tập với nhau để đảm bảo không bị lộ quá nhiều điểm yếu. Đồng thời thì dù sao, đây cũng chỉ là những trận khởi động cơ bản nên không cần tìm đối thủ quá mạnh. Do đó, PSG Talon và Detonation Focus Me là hai đội tuyển phù hợp nhất ở thời điểm này. Nhìn chung họ vẫn đáp ứng được vấn đề chuyên môn và cũng có sức mạnh tương đối nên sẽ giúp đội tuyển Liên minh Huyền thoại ASEAN Hàn Quốc bắt đầu tốt hơn. Tip chơi Jihin đường giữa chạy nhanh như hack. Mới đây, cộng đồng game thủ lại phải đứng ngồi không yên với giáo án không mấy mới mẻ nhưng rất ít người biết đến, đó chính là bí quyết Jihin Fast and Furious đến từ nhà sản xuất TGWAG. Nghệ sĩ tử thần Jihin ra đời với vai trò xạ thủ đường dưới. Thế nhưng với cộng đồng người chơi luôn đổi mới và sáng tạo, việc vác anh ta lên đường trên hoặc đường giữa là điều dễ hiểu. Mới đây, TGWAG mới ra một giáo án Jihin đường giữa chạy như bay. Cách đánh vô cùng bùng nổ về chiến thuật và kỹ thuật cũng được cộng đồng game thủ vô cùng welcome. Hôm nay chúng ta hãy cùng tham khảo bí quyết để có thể bay nhảy với nghệ sĩ tử thần này nha. Đầu tiên là về bảng ngọc. Cách xây dựng bảng ngọc để có được lượng tốc độ chạy như mong muốn cũng vô cùng quan trọng. Bước chân thần tốc cộng lá chắn cộng tốc độ đánh cộng nhát chém ân huệ. Nhánh phụ là áo choàng mây và màu lẹ. Đại đa số những xạ thủ như Jihin thường đánh về cuối game nên nếu muốn thực hiện giáo án này, việc đầu tiên bạn cần là sự kiên nhẫn, nhất là không nên để lỗ mạng ở những giai đoạn đầu và tập trung vào việc ăn lính thật nhiều. Có nhiều tiền thì mới xây dựng đồ được và có đồ thì mới có thể bay nhảy được. Phép bổ trợ. Tất nhiên điều chúng ta hướng tới là một Jihin chạy nhanh như sấm nên không thể thiếu bảng tốc hành. Tốc biến cũng là một phép bổ trợ an toàn trong việc áp sát và rút lui kẻ địch. Trang bị cho Racing Boy cũng không có gì đặc biệt, vẫn sẽ là món đồ quen thuộc dành cho xạ thủ. Những build đồ với tỷ lệ chí mạng phù hợp và cách đánh về lâu về dài dành cho Jihin. Cung phong linh là chân ái của Jihin, tiếp đến là ma vũ song kiếm, dây bạc, phong thần kiếm, đại bác liên thành, cuồng phong sẽ là những trang bị hoàn hảo còn lại giúp cho Jihin nhanh chóng bùng nổ ở giai đoạn cuối game. Giáo án này cũng không phải mới mẻ nhưng vẫn rất hiệu quả. Việc bỏ đúng bảng ngọc, phép bổ trợ và trang bị sẽ tối ưu hóa sức mạnh của các vị tướng. Jihin cũng vậy, nếu muốn có một bí quyết để leo hạng thật nhanh, nên bỏ túi ngay Jihin 1000 cộng tốc chạy này. Điều này sẽ giúp các bạn rất nhiều trong quá trình lên cao thủ đầy gian nan đấy ạ. Phá đảo máy chú Bắc Mỹ, Taylor One quyết tâm sang Hàn Quốc chơi hát, không lên thách đấu không về. Để nhắc tới những streamer Liên minh Huyền thoại nổi tiếng nhất, thì Taylor One chắc chắn là cái tên đầu tiên hiện lên đối với khán giả. Anh chàng này hội tụ đủ mọi yếu tố để trở thành một streamer thành công từ nội dung hấp dẫn, cá tính mạnh mẽ, khả năng tấu hài đỉnh cao cho tới drama với những đồng nghiệp, nhà phát hành. Chúng ta hẳn vẫn nhớ chuyện Taylor One từng bị Riot Games cấm chơi Liên minh Huyền thoại, hay anh chàng từng chửi thẳng mặt streamer khác như LS, MeetBeast là gà. Và trong những năm gần đây thì nội dung chính trên kênh của Taylor One chính là thử thách leo thách đấu ở mọi vị trí của Liên minh Huyền thoại. Nếu các bạn chưa biết thì khởi đầu của thử thách này là việc anh chàng Chas Talk rằng đường trên là một vị trí quá dễ chơi rồi dẫn việc leo danh ở mọi vị trí. Thực tế thì Taylor One đã làm được khi có thể leo tới thách đấu máy chủ Bắc Mỹ với cả 5 vị trí. Thậm chí anh chàng này còn được chính Riot Games vinh danh. Có vẻ như cảm thấy thử thách trên là chưa đủ nên cách đây ít ngày, Taylor One đã thông báo trên stream rằng anh sẽ sang Hàn Quốc để chơi hát. Tôi sẽ làm thử thách mới có tên là Autofin lên thách đấu. Điểm đặc biệt là sẽ thực hiện tại Hàn Quốc.
À mà tôi sẽ không leo danh một mình đâu, có ông bạn Tazanes đi cùng nữa nha. Tôi sẽ thực hiện thử thách này vào cuối tháng 4, nên chỉ còn 2 tuần để tập trung cho máy chủ NA thôi. Trong vài ngày sắp tới thì tôi sẽ cố gắng tập luyện mọi thứ, từ kỹ năng, di chuyển cho tới macro để chuẩn bị tốt nhất cho thử thách này. Các bạn biết đấy, ở máy chủ Hàn Quốc thì có rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp. Họ như là đấng tối cao của Liên minh huyền thoại vậy. Để xem tôi có thể leo thách đấu theo kiểu autofin đó được không nha. Taylor One chia sẻ trên stream. Ngay sau khi thông báo này được đưa ra thì rất nhiều người cảm thấy bất ngờ khi Taylor One quyết định sang tận Hàn Quốc để làm thử thách. Ngoài ra thì việc lựa chọn một streamer có tính toxic và cái tôi cao như Tazanes làm bạn đồng hành cũng khiến cho người ta nghi ngờ về quá trình thực hiện thử thách của Taylor One. Hai anh chàng này từng có lúc nói chuyện bình thường thôi cũng có thể chửi nhau rồi. Sắp tới lại còn leo danh cùng nhau thì không biết còn chỉ trích nhau ra sao nữa. Đây không phải là lần đầu tiên streamer tới từ phương Tây muốn thử thách bản thân tại máy chủ Hàn Quốc. Trước đó từng có những cái tên như là Yamikaze, Midbeast hay gần nhất chính là TFBlade, khi anh chàng này thậm chí còn đang nằm trong top 10 thách đấu Hàn. Hy vọng rằng Taylor One sẽ có một chuyến đi Hàn Quốc suôn sẻ và try hard thành công. Biết đâu đó chúng ta sẽ thấy được anh chàng này đối đầu với Faker ở mid trong tương lai chẳng hạn. BRNG đẩy xuống nhánh dưới, top eSports Jackie Love bị fan LPL mỉa mai, xạ thủ vô địch thế giới mà tạ vậy. Tính tới thời điểm hiện tại thì giai đoạn quan trọng nhất của LPL mùa xuân 2022 đang đi tới những trận đấu vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Và ngày hôm qua, ngày 17 tháng 4, thì trận chung kết nhánh thắng giữa RNG và Top eSports đã chính thức diễn ra. Thậm chí Knight và đồng đội còn được cho là cửa trên khi có một số tin đồn trước trận đấu do DoinB tiết lộ rằng RNG đã xuống phong độ. Tuy nhiên thực tế thì RNG lại chơi vô cùng xuất sắc và đánh gục Top eSports với tỷ số 3-1 chung cuộc. Thành viên thi đấu còn có thể nói là nổi bật nhất của RNG ngày hôm qua chính là xạ thủ Gala, khi anh luôn là đầu tàu dẫn dắt đồng đội tới chiến thắng. Bất kể Bin hay Xiaohu có những pha di chuyển thiếu cẩn trọng thì Gala vẫn luôn vững chắc ở tuyến sau với nguồn sát thương khổng lồ khi được cầm Zenix hay Aphelios. Nhiều người đọc tới đây sẽ thắc mắc rằng đường dưới của Top eSports đâu mà lại để Gala tung hoành như vậy. Chẳng phải Jackie Love và Mark đã chơi rất tốt để giúp Top eSports lọt vào top 4 hay sao? Câu trả lời thì thật buồn cho những fan của Top eSports khi Jackie Love đã có một trận đấu vô cùng tệ và bị Gala bỏ xa khoảng đi đường và cả việc gây sát thương trong giao tranh. Thậm chí cựu vô địch thế giới năm 2018 còn trở thành tâm điểm chỉ trích sau trận thua vừa rồi của Top eSports. Gala trận này đơn giản là vượt trội hoàn toàn so với Jackie Love. Kể cả khi Top eSports dẫn trước ở đầu game thì cảm giác như Gala vẫn tìm ra cách để outplay và giành chiến thắng. Jackie Love trận này tạ quá, thật tội nghiệp cho Knight. Cậu ấy làm mọi thứ có thể mà vẫn không thể thắng. Không rõ RNG macro quá hay để Gala farm đủ đồ hay Top eSports không thể snowball được. Có lẽ Top eSports nên đưa Jackie Love tướng tủ như Draven ở giai đoạn này mà thôi. Quả thật thì cũng bất công cho Jackie Love khi đối thủ đơn giản là vượt trội hoàn toàn ở tất cả các đường và xạ thủ của Top eSports hoàn toàn không có chỗ để tỏa sáng. Ngoài ra thì vấn đề cấm chọn cũng khiến cho tuyển thủ này rất khó chơi. Ví dụ như anh chàng này phải chơi Seiya sát lực ở game 4 quyết định và sức mạnh sẽ giảm dần về lết. Tuy nhiên Top eSports lại chẳng thể snowball thành công và hệ quả là Gala quá mạnh với Aphelios và trừng phạt sai lầm đối thủ. Về cơ bản thì trận thua cho RNG vừa qua chưa phải thảm họa với Top eSports khi họ vẫn có một cơ hội nữa ở nhánh thua. Tuy nhiên họ phải xem lại cách grab đội hình, khả năng triển khai thế snowball của mình sao cho có hiệu quả cao hơn nữa. Đội tuyển này đi đường vẫn khá là mạnh, nhưng Top eSports thường xuyên mất phương hướng ở giữa trận và để những đối thủ lọc lõi như RNG khai thác. Bản tin hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một like và một subscribe để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về Liên minh huyền thoại nha. Đó cũng là động lực để kênh ngày càng phát triển hơn nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.